Ở tiết học ngày hôm trước thì chúng ta đã làm quen với biểu đồ đoạn thẳng, một cách thể hiện khác của bảng tần số. Ngày hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu sang một đặc trưng khác của các số liệu, đó là số trung bình cộng. Bài toán thực tế được đặt ra như sau về số trung bình cộng của dấu hiệu. Cô Lan có dạy hai lớp là lớp 6A và lớp 6B. Trong một lần kiểm tra một tiết thì cô thống kê được số lượng điểm của hai lớp và viết thành bảng tần số tương ứng như thế này là lớp 6A và lớp 6B. Sau đó cô muốn dùng một đại lượng nào đó để có thể biết được xem kết quả làm bài kiểm tra của lớp 6A tốt hơn hay là lớp 6B tốt hơn. Và dựa vào bài toán thực tế này thì người ta đã đưa ra một khái niệm, đó chính là số trung bình cộng của dấu hiệu. Về số trung bình cộng thì các con đã được học từ lớp 4, chúng ta sẽ nhắc lại về cách tính số trung bình cộng của các số như sau. Muốn tính trung bình cộng của n số, chúng ta sẽ lấy tổng các số đó rồi chia cho n. Và từ kiến thức cũ này thì chúng ta sẽ có thể tính được số trung bình cộng của dấu hiệu như sau. Đầu tiên thì chúng ta vẫn viết bảng tần số, sau đó thì chúng ta bổ sung thêm các cột là cột các tích và cột số trung bình cộng. Các tích thì chúng ta sẽ nhân x, tức là giá trị của dấu hiệu, với n, tức là tần số tương ứng. Khi đó chúng ta sẽ được tích là 5 x 2 bằng 10. Tương tự như thế, chúng ta sẽ tính được các tích còn lại. Sau khi đã tính được các tích x nhân n, chúng ta sẽ tính tổng của các tích này và được số là 222. Sau đó thì vận dụng công thức tính số trung bình cộng, chúng ta sẽ tính được số trung bình cộng của dấu hiệu này bằng cách lấy tổng chia cho tổng số giá trị là 222 chia 30 bằng 7,4. Như vậy chúng ta sẽ thấy được ngay là điểm số trung bình của học sinh lớp 6A sau bài kiểm tra là 7,4. Tiếp theo, tương tự như vậy, chúng ta sẽ tính được số trung bình cộng điểm của học sinh lớp 6B bằng cách tính các tích riêng, rồi sau đó cộng lại ra tổng là 249. Chúng ta sẽ lấy 249 chia cho 32 để được số trung bình cộng là xấp xỉ 7,78. Và từ hai số trung bình cộng của lớp 6A là 7,4, của lớp 6B là khoảng 7,78. Một cách tổng quát thì chúng ta sẽ suy ra được công thức tìm số trung bình cộng của dấu hiệu như sau. Dựa vào bảng tần số, chúng ta sẽ tính số trung bình cộng bằng cách nhân từng giá trị với tần số tương ứng, sau đó cộng tất cả các tích vừa tìm được và chia tổng đó cho số các giá trị. Chúng ta có công thức như thế này. Như cô đang nói ở phần mở đầu thì bài toán được đặt ra là cô giáo muốn so sánh xem kết quả làm bài kiểm tra của lớp nào tốt hơn thì cô sẽ tính số trung bình cộng của dấu hiệu đó. Vậy thì một cách tổng quát thì số trung bình cộng có ý nghĩa gì? Chúng ta sẽ tìm hiểu trong phần 2, ý nghĩa của số trung bình cộng. Ta có thể rút ra được kết luận như sau. Số trung bình cộng thường được làm đại diện cho dấu hiệu, đặc biệt là chúng ta muốn so sánh các dấu hiệu cùng loại thì ta sẽ dùng số trung bình cộng. Cô nhắc lại ý nghĩa ở phần mở đầu, từ số trung bình cộng là 7,4 và 7,78 thì chúng ta có thể biết được là kết quả kiểm tra của lớp 6B tốt hơn lớp 6A, và xét mặt bằng chung thì lớp 6B học tốt hơn lớp 6A. Một chú ý được đặt ra là khi các giá trị của dấu hiệu có khoảng cách chênh lệch rất lớn đối với nhau thì chúng ta không nên lấy số trung bình cộng làm đại diện. Cô lấy ví dụ. Một dấu hiệu x nào đó thì có 4 giá trị là 4, 100, 200 và 5.000. Chúng ta tính số trung bình cộng của dấu hiệu này là 1.326. Tuy nhiên thì cái số trung bình cộng này không thể làm đại diện cho dấu hiệu. Vì sao? Vì nếu như lấy số trung bình cộng là 1.326 thì nó không đại diện cho dấu hiệu x. Một giá trị chỉ là 4, tuy nhiên thì một giá trị tới tận 5.000. Như vậy trong trường hợp này không thể dùng số trung bình cộng để làm đại diện được vì nó không thể hiện điều gì cả. Như vậy là sẽ có trường hợp dùng số trung bình cộng làm đại diện, nhưng cũng có trường hợp không dùng số trung bình cộng làm đại diện. Chúng ta cũng có chú ý thứ hai là số trung bình cộng có thể không thuộc dãy giá trị của dấu hiệu, và trường hợp này thì xảy ra khá là nhiều. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sang một khái niệm mới. Cô có bảng tần số, kết quả kiểm tra của lớp 6B như thế này. Các con hãy nhìn xem trong bảng tần số này thì tần số của giá trị nào là lớn nhất và giá trị đó là gì.
Chắc chắn là các con sẽ thấy ngay tần số lớn nhất là 10 và giá trị là 8. Khi đó chúng ta sẽ gọi 8 là mốt của dấu hiệu. Vậy mốt của dấu hiệu là gì? Chúng ta sẽ có khái niệm như sau. Mốt của dấu hiệu là giá trị có tần số lớn nhất trong bảng tần số và chúng ta ký hiệu là M0. Cái từ mốt thì đã xuất hiện rất nhiều trong đời sống của chúng ta. Các con cứ hiểu là mốt là cái giá trị mà xuất hiện nhiều nhất ở trong bảng tần số. Ví dụ như trong cuộc sống thì chúng ta hay gặp những câu như là quần áo màu vàng hiện đang mốt, tức là chúng ta đi đến đâu và chúng ta gặp cái số lượng người mặc quần áo màu vàng rất là nhiều, thì khi đó thì người ta gọi rằng quần áo màu vàng đang là mốt, hoặc là chụp ảnh selfie thì cũng đang là mốt. Ngoài ý nghĩa là giá trị có tần số lớn nhất trong bảng tần số, đôi khi mốt của dấu hiệu cũng được coi là đại diện của dấu hiệu. Cô lấy ví dụ như sau. Giả sử cô có bảng tần số thể hiện số dép bán được của một cửa hàng theo cỡ dép. Ở đây chúng ta sẽ thấy ngay 37 chính là mốt của dấu hiệu bởi vì tần số của nó lớn nhất bằng 10. Chúng ta tính được 37,3 là số trung bình cộng của dấu hiệu. Và trong trường hợp này, bởi vì người bán hàng sẽ quan tâm tới là kích cỡ dép nào bán được nhiều nhất để có thể nhập cái số lượng cỡ dép đó nhiều hơn. Chính vì thế người ta sẽ quan tâm tới mốt chứ không quan tâm tới số trung bình, bởi vì 37,3 là một số lẻ không có. Như vậy, trong một số trường hợp, mốt sẽ được coi là đại diện của dấu hiệu. Trong phần luyện tập thì các con sẽ được rèn luyện kỹ năng phân biệt khi nào dùng mốt, khi nào dùng số trung bình cộng làm dấu hiệu. Sau bài học này, chúng ta đã hoàn thành xong chương về thống kê số liệu.